Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 8, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng và xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 715 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp mới. Từ ngày 1 tháng 8, một số hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác của đồng chí Hà Tiến Thăng và đề nghị đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị tập thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan Sở Nội vụ giúp đỡ đồng chí Hà Tiến Thăng trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển. Đồng chí Hà Tiến Thăng cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện đoàn kết cùng tập thể cơ quan Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng trong sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị công bố quyết định luân chuyển và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Dực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiến Sương, được điều động đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Dực trên cương vị công tác mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sáng nay, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chủ trì cuộc họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng và xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ. Dự họp có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên hội đồng. Theo kết quả khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023, xã Đông Hoàng và xã An Hiệp đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao với số điểm đánh giá cao. Nhiều tiêu chí chỉ tiêu đạt và vượt so với bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh giai đoạn 2021-2025. Cả hai xã đều đáp ứng đủ 4 trên 4 điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, không phức tạp về an ninh trật tự và có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, đáp ứng yêu cầu theo quy định. Sau khi phân tích thảo luận những kết quả đạt được của từng xã, 100% thành viên trong hội đồng thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng và xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện Thái Thụy vừa có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 8. Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân huyện thông báo cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Cử tri đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị với các đại biểu Hội đồng nhân dân về vấn đề hỗ trợ kinh phí làm các tuyến đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cử tri cũng đề nghị xử lý tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện Thái Thụy đã giải trình tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chương trình Thời sự tối tiếp tục với các tin trong lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung khơi thông các nút thắt điểm nghẽn, tỉnh Thái Bình đã và đang tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu và mở rộng sản xuất. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 715 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp mới. Tính đến hết tháng 7 năm nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới 715 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với vốn đăng ký mới trên 7.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 473 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 96 doanh nghiệp. Trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký là trên 30 triệu đô la Mỹ. Tính chung 7 tháng năm nay đã có thêm 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là trên 204 triệu đô la Mỹ. Huyện Đông Hưng đang triển khai nhiều giải pháp để phấn đấu mục tiêu đưa giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản trong 6 tháng cuối năm nay lên hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 10,93% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc tăng cường đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp và các cụm công nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cơ sở doanh nghiệp, nhất là các dự án mới đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp, huyện Đông Hưng tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho người lao động, triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, huyện, thành phố trên nền tảng công nghệ, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trong năm 2024. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 201 quy định về đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai. Theo đó, nội dung đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất lần đầu gồm thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý gồm tên, giấy tờ nhân thân, pháp nhân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý, yêu cầu về đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc quyền quản lý đất, hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất, các yêu cầu khác của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người được giao đất để quản lý phù hợp với quy định pháp luật về đất đai nếu có. Thưa quý vị và các bạn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8, Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao là cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm trong khai thác thủy sản. Điều này sẽ tăng tính răn đe, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Nghị quyết số 04 của Hội đồng Thẩm phán gồm 11 điều hướng dẫn áp dụng 10 điều của Bộ Luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 8 hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản, như tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh, ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Các hành vi khai thác thủy sản vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản nguy cấp quý hiếm. Đáng chú ý, ngư dân khi vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm mục đích khai thác thủy sản trái phép, làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả, con dấu của cơ quan tổ chức để khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản sẽ bị khởi tố. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04, huyện Thái Thụy đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến từng hộ dân liên quan đến nghề về nhóm hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các cán bộ cũng có những cuộc họp cũng đã trao đổi và cũng cho bà con biết. Nên là bà con cũng đang chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện các cái nhiệm vụ ở trong cái thời gian tới để đảm bảo đối với lại khu vực của Thái Thụy, tức là không có cái số lượng tàu vi phạm trên vùng biển nước ngoài, thế và 100% là phải được giám sát hành trình trên hệ thống khai thác của các cái phương tiện tàu thuyền từ 15 mét trở lên là phải được giám sát đầy đủ trước khi rời cái cảng để khai thác. Thực tế, qua quá trình quản lý kiểm tra giám sát hoạt động của các đội tàu thời gian qua cho thấy, một số hành vi của chủ tàu dễ vi phạm như vi phạm quy định về quản lý sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm khai thác thủy sản trái phép, hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh để đưa tàu cá ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Các hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Căn cứ theo Nghị quyết 04 của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao, cần phải lưu ý để không vi phạm. Trong cái Nghị quyết 04 là rất nhiều các hành vi vi phạm liên quan đến khai thác ưu. Ngoài phạt tiền ra thì có thể là xử lý phạt tù. Và đặc biệt trong đó là cái hành vi mà gọi là ngắt cái lối giám sát hành trình ấy. Ví dụ như là chuyên chở trên phương tiện là hai thiết bị giám sát hành trình trở lên. Đấy là đã vi phạm rồi, là có thể sẽ khởi tố hình sự để xử lý hình sự. Đấy theo quy định của pháp luật. Nghị quyết 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao nhằm bảo đảm quyền lợi cho ngư dân, bảo vệ ngư dân để sản phẩm của ngư dân bán được với giá cao nhất, không chỉ ở trong nước mà cả nước ngoài.
Các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tăng cường phòng chống khai thác thủy sản trái phép. Các tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Thời tiết liên tục biến đổi, mưa nắng đan xen tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ khởi tố một số đối tượng về tội cướp tài sản. Thưa quý vị và các bạn, tối qua huyện ủy Hưng Hà phối hợp với báo Thái Bình, tỉnh đoàn, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức gala tiếp nối truyền thống khát vọng vươn lên lần thứ 3 năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm học 2023-2024, huyện Hưng Hà có 353 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ 26 điểm trở lên, 316 học sinh đỗ vào lớp 10 với 40 điểm trở lên. Có 15 học sinh đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, 22 học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên, 50 học sinh thi năng lực đạt từ 100 điểm trở lên. Đặc biệt, huyện Hưng Hà còn tổ chức kết nạp 40 học sinh đủ 18 tuổi vào đảng. Tại gala, các em học sinh đạt thành tích xuất sắc được trao tặng thư khen của Bí thư huyện ủy, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các em học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng và sổ tiết kiệm cùng nhiều phần quà. Chương trình đã tạo động lực khích lệ các học sinh, đoàn viên, thanh niên nỗ lực hơn nữa, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tới dự và chỉ đạo. Toàn lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 3 chỉ tiêu thi đua đã được xác định, đó là thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thi đua tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm. Trong đó ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhận thức sâu sắc lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang và những chiến công oanh liệt trong 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 3 và truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là đường lối đối ngoại quân sự trong tình hình hiện nay. Thời gian thi đua đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết trao giải cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam. Cuộc thi diễn ra từ tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2024 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tìm hiểu các quy định của luật căn cước năm 2023. Qua đó phát huy tiện ích của ứng dụng VNEID, đưa ứng dụng này thực sự trở thành công cụ số thiết thực. Sau 2 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được trên 100.000 bài dự thi. Ban giám khảo chấm thi lựa chọn 12 bài dự thi xuất sắc nhất của 3 tập thể và 9 cá nhân để trao giải. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ. Giải nhất cá nhân thuộc về tác giả Hoàng Thị Tố Nga, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ. Sau khi trao giải, Công an tỉnh sẽ lựa chọn các bài thi để tham dự cuộc thi tại Bộ Công an. Trước mỗi dịp bước vào năm học mới, phụ huynh có con vào lớp 1 tại nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Thái Bình lại lo lắng về tình trạng trường lớp quá tải, nhất là ở những phường trung tâm. Để hạn chế tình trạng nơi thừa nơi thiếu học sinh, năm nay ngành giáo dục thành phố chủ động xây dựng phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 1 phù hợp, hạn chế học sinh trái tuyến. 4 năm nay, tuyển sinh lớp 1 tại thành phố Thái Bình được thực hiện theo hình thức phân tuyến. Hộ khẩu thường trú ở xã phường nào, học sinh sẽ học trên địa bàn phường xã đó. Cũng giống như nhiều phụ huynh khác có con năm nay vào lớp 1, anh Thường đăng ký cho con học trường công lập gần nhà. Theo anh Thường, việc học đúng tuyến sẽ có nhiều thuận lợi cho cả phụ huynh và các nhà trường. Cho con của mình được học ở trên địa bàn mà con đang sinh sống để thuận tiện cho cái quá trình bản thân chúng tôi là phụ huynh cũng đưa đón con được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và đồng nghĩa cũng cái việc này cũng đồng nghĩa với việc là cũng bớt gây áp lực cho những cái trường khác. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn tình trạng phụ huynh chọn trường chọn lớp học cho con. Điều này đồng nghĩa áp lực tuyển sinh đầu cấp rất lớn, đặc biệt với trường được cho là có tiếng. Giao chỉ tiêu, phân đúng tuyến là hai trong nhiều giải pháp quan trọng mà ngành giáo dục thành phố đã triển khai thực hiện trong những năm học vừa qua, nhằm giảm áp lực cho một số trường tiểu học trên địa bàn.
Đặc biệt, trong năm học 2024-2025 này, tuyển sinh đầu cấp thực hiện theo hình thức trực tuyến. Theo đó, tổ chức tuyển sinh bảo đảm đủ 100% số lượng học sinh đúng tuyến, chỉ tuyển sinh bổ sung trái tuyến nếu thiếu chỉ tiêu. Năm học 2024-2025 này là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức tuyển sinh trực tuyến đầu cấp. Và đây là một trong những cái nhiệm vụ mà tôi đã tính toán để làm minh bạch hơn cái việc tuyển sinh. Và tất cả các việc mà thông tin tuyển sinh của học sinh của từng nhà trường được công khai trên cổng thông tin. Do vậy, và phòng giáo dục đã kiểm soát được cái việc tuyển sinh của mỗi nhà trường. Đến nay, công tác tuyển sinh lớp 1 trên địa bàn thành phố đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Toàn thành phố có 3.800 học sinh lớp 1 ở 19 trường tiểu học với tổng số 86 lớp. Các trường đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để đón học sinh đầu cấp và sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết liên tục biến đổi, mưa nắng đan xen, điều này tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, dễ dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Tại các bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện điều trị do ngộ độc thực phẩm, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Sương. Bệnh nhân này vào viện điều trị được một thời gian với chẩn đoán viêm ruột non. Thời điểm vào viện có biểu hiện đau bụng, sốt, thở nhanh. Mà theo người nhà, nguyên nhân là trước đó có ăn cỗ một đám cưới. Ăn uống xong buổi tối thì sáng hôm qua ngủ dậy là cháu kêu đau bụng. Đau bụng thì đi ngoài cũng buổi sáng 4 lần. Thì lên viện khám thì bác sĩ kêu là rối loạn chức năng ruột non. Thì cũng cho thuốc về uống thì tới chiều thì thấy cháu cũng đỡ hơn, nhưng mà đến khoảng 4-5 giờ chiều dậy thì bắt đầu lại đau cơn, đau dữ dội, lại mấy lần đi lỏng nữa. Thế cho cháu phải quay trở lại để các bác sĩ khám và nhập viện cấp cứu. Ngộ độc thực phẩm là hội chứng cấp tính do ăn uống phải thức ăn có chất độc, biểu hiện triệu chứng khác nhau tùy theo tác nhân gây ngộ độc. Nhiều trường hợp bị nặng có thể dẫn đến tử vong. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Sương, thời gian qua đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm như nguồn nguyên liệu thực phẩm không đảm bảo an toàn, chứa sẵn các độc tố gây ngộ độc, bị nhiễm vi khuẩn, siêu vi, ký sinh trùng. Các cháu đến với bệnh viện thì cái triệu chứng nó cũng gây cho các cháu là mệt mỏi và tình trạng nếu mất nước. Khuyến cáo người dân là ăn chín uống sôi và không ăn lại thức ăn cũ của ngày hôm trước. Đặc biệt nữa là các bố mẹ nên chú ý là khi con trước khi ăn, đấy là quan trọng nhất, là các bạn phải vệ sinh tay. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn hiện hữu, bao trùm mọi lúc mọi nơi. Những vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra thời gian qua, trong đó có những trường hợp tử vong, chính là bài học để mỗi người cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cuối chương trình là thông tin trong lĩnh vực an ninh trật tự. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số đối tượng cướp tài sản. Đó là Vũ Đức Tiến sinh năm 2006, Lê Hoàng Hải sinh năm 2007, Trần Văn Đông và Hoàng Thái Bình đều sinh năm 2008, trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Đỗ Trung Hưng sinh năm 2009 và Hoàng Hữu Đạt sinh năm 2008, trú tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Các đối tượng khai nhận do quen biết nhau từ trước nên khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2024, các đối tượng rủ nhau sang tỉnh Thái Bình chơi, tìm những nam thanh niên có độ tuổi như chúng, đầu không đội mũ bảo hiểm, đi xe mô tô không lắp gương chiếu hậu để chặt lấy biển kiểm soát xe đăng lên TikTok, mục đích khiêu khích và khoe chiến tích trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đã xác minh hiện trường, ra soát xác minh các đối tượng, thu giữ một số xe mô tô và một thanh kiếm. Trị giá tài sản cướp là trên 200 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGO, VTVGO hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.